Ta giáo mạnh khổ cho chánh đạo, kẻ tu hiền bị khảo mềm xương. Trung can thường mắc tai ương, nịnh hùa lại được hướng đường vinh vang. Kẻ hiền tài bị gàn bị trở, đứa gian thần được bở được bưng. Nàng tay thường đổ cho dân, nào sửu thuế nặng nào thân dài bừa. Tạo ra tiền quên mưa quên nắng, thường bị người tay chân lấy đi. Con ơi đạo gặp lúc suy, kể sao hết việc quái kỳ xảy ra. Đời nay cũng giống là như thế, đang thời kỳ chánh phế tà hưng. Nhiều phần trong khắp nhân dân, hay tin ma quỷ nhiều hơn Phật trời. Người chẳng những riêng dời lấy quà, còn dục cho nhiều kẻ mang tay. Có tài lợi dụng tiện tài, có oai thì cậy lấy oai hiếp người. Con cái mê theo lời tà thuyết, nở xuống tay bắt giết mẹ cha. Khắp trong châu quận gần xa, nơi nào cũng có yêu ma lòng hành. Có thứ ma tên khinh tua chung tướng, nó rẻ khi phẩm lượng loài người. Nó mong đạp đổ cõi đời, chỉ còn dòng dõi của người nó thôi. Bất luận ai đang vui hoặc khổ, nó cũng đều tật đô ghét dơ, xúi làm những việc nhút nhơ cho người bắt giết hoặc số vào tù. Nó xúi bạn gây thù với bạn, nó xúi người đâm chém loại người, lấy điều sát hãy làm vui, nó bày đủ cách cho đời hại nhau. Kẻ thất tình xuôi máu tự tử, người xa cơ bảo cứ sát thân. Nhà tù nó xuôi yếm trần bảo, nên bỏ xác để hồn lên mây. Nó khinh dễ mạng loài nhân vật, chẳng hề ra tay giúp một ai. Bảo rằng cái xác thúi khai, nên đem giết bỏ hơn hay giúp giùm. Kẻ rơi vào rong cầm của nó, sẽ tự tay giết bỏ thân danh. Không còn trọng mạng chúng sanh, cho nên việc phải việc lành ngó lơ. Ưa sát hại hơn ưa dung dường, độc ác ngoài ý tưởng loài người. Hiện nay khắp chốn cùng nơi, chỗ nào nó cũng tha người nó ra. Khắp trong cõi ta bà thế giới, bị ma này dứt lối từ bi. Không thông luân lý đạo nghị, chẳng nhường kẻ dưới không vì người trên. Chẳng biết tạo thiện duyên mai hầu, không rành câu vô lậu tầng thông. Gần bùng mà chẳng hôi bùng, ở nơi ô trượt mà lòng thanh bay.
không biết dụng xác xây tạm già, để lập nên đạo quả lâu dài. Uổng sanh ra kiếp nhân loài, không lưu sách sử những bài hay ho. Vậy con khéo khuyên cho đời biết, ráng trừ ma ác nghiệp ấy đi. Đừng làm những việc ngu si suối người hai lần, hoặc đi giết mình gặp kẻ nào bị tình phủ rài. Nên dạy câu ân ấy ba đời, xưa mình ở bạc với người cho nên nay mới chịu đời vô duyên. Cũng chẳng nên ưu phiền sầu nào, để tránh nhân bất hảo về sau. Hoặc là quan kiếp trần lao thân, không tồn tại tinh nào còn chi. Trong cái đẹp phương phi mỹ nữ, chưa biết bao nhiêu thứ tâm hồi. Chừng khi thân ấy già rồi, già nhăn ma cốt vô hồi xấu xa. Rồi lần biến đến tiêu ra phân cò, vẻ yêu kiều kia có còn đâu. Nay người phụ rải mặt dầu, không nên ưu ái lo giàu làm chi. Trong lòng biết nghĩ suy như thế, tất không rơi vào kế yêu tình. Niệm câu quyền chất hư tình, tất không bị cảnh làm mình nung nao. Nếu có chúng sanh nào chưa ngộ, con khéo lời để đổ người ta. Nếu xa vào bẫy yêu ma thảm sầu, không thể nói ra cho cùng. Ma có hình ma không bóng dáng, hai loại ma lãng vãng trong trần. Không hình ma ẩn vào thân, có hình ma ở bên chân người đời. Thứ ma xuôi ra lời ra lè, thứ ma dùng manh khỏe trong tâm. Người lầm chẳng biết rằng lầm kế mưu, yêu quỷ sâu thâm vô cùng. Nhà đạo sĩ chưa thông sao phép, thường bị yêu kèm kẹp giữa chừng. Nếu không tâm khảm thần ngưng, bị ma dẫn lộ uổng thân tu hành. Phật thương xót chúng sanh thọ nạn, dùng thần cớ bài cản cho con. Khéo gìn chặt lấy tâm son, nói gương chưa Phật chiều lòn khuyên dân. Ráng rò bồi bổ đức ân dày dặn, cùng Phật tiên dựng bản phong thần. Ta liền cúi lại xin dân, lời chi của Phật cũng khuyên vào lòng. Đem tâm lực lập công bồi đức, kêu cho người đến thức mới thôi. Buổi trận chân được sạch trôi, sẽ cùng chư Phật chúng ngồi tòa sen. Ta xong lời Phật bèn nói tiếp, lời con phân rất hiệp đạo cơ. Kẻ lành duyên hiện còn chờ, khéo làm cho họ được nhờ lối đi. Giúp họ tu trước khi biên thế, trưởng phước
điền dành để qua chuông. Dân tâm đang lúc rối cuồng, khéo lời giúp họ gỡ xuống tơ lòng. Mau gạn đục tầm trống cho kỳ, lánh mùi đời tầm lý siêu nhiên. Xưa vì chưa rõ tục tiên đến nay, còn dân trong miền trần ai giờ đã hiểu đâu dài đâu ngắn. Cũng nên lo cho đằng siêu phàm của trần, chớ bận lòng tham từ lâu tham, nó đâu làm chi nên. Tham dũng là căn nguyên sự khổ, tham là mồ vô số sinh linh. Tham danh tham lợi tham tình, càng tham càng thấy lòng mình không an. Tham khi được rồi toan lo dự, rồi mất đi sanh sự buồn rầu. Trong lòng cứ rạo rực luôn, phải là tham vốn cội nguồn khổ chăng? Tham thì gian kế sang đến tội, tội vốn là nguồn cội tử sanh. Bao nhiêu khổ ách hoành hành do lòng tham đắm nảy sanh phận nhiều. Vậy ráng bỏ đừng chiều nó nữa, để cho lòng thường bữa được yên. Những nào túc trái tiền khiên, chỉ là lo trả lòng nguyện không gây. Chịu cay đắng dồi mài chánh đạo, hẹn một đời trực đau Tây Phương. Vua lòng tay tự cầm cương, thắng con ngựa ý trên đường xa xôi. Không mỏi giả trước ngôi Phật điện, chẳng lãng tâm khi niệm Di Đà. Huệ lòng ắt được trổ qua đạo, màu sẽ đắc Phật tòa được lên. Vật bao quy giá tiền phải mắc, đạo cao siêu công đức cho dày. Chớ nên tu niệm sơ sài, lòng mong đạt được pháp tài thần tiên. Bị khảo đạo không phiền không chàng, gặp trong gai chẳng ngán chẳng ngao. Sòng nâu cứ vẹn một màu, gương lòng thường được chuỗi lao không rời. Đem lợi ích cho người chẳng tiếc, ngồi tham thiền mỏi mệt đừng quên. Như vậy đạo cả ác nên, con ôm trong trí để khuyên người đời. Ta liền xin dâng lời chỉ phan, đem lời vàng rau gian khắp châu. Cuối xin Phật dùng phép màu, khiến cho ai cũng quy đầu Phật môn. Phật ngăn lời ôn tồn giải bào. Lời Phật như cơm cháo trân hào, chúng sanh tở kẻ đói đau, bảo ăn không chịu làm sao no lòng. Chúng sanh phải tự trong tâm ý, phát nguyện tu mới thị chân tu. Nếu tu vì bị phép màu, việc tu kia có khác nào thôi miên. Còn lầm phép còn chiên còn trong, hết phép rồi môi đóng nhện văn.
dùng phụ lên xác nhà tăng không làm thành đạt chỉ năng mê hồn. Liền khi bị từ ngôn Phật quở khiến lòng ta vừa sợ vừa mừng. Sợ là sợ nét nghiêm thân, mừng là mừng lẽ chưa từng khi nghe. Ta cúi đầu tay che lấy mặt, vừa khóc vừa xin Phật thứ tha. Vì lòng thương xót ba gia nên con xin Phật dùng ra phép màu. Chẳng rõ lý cao sâu hơn nữa, được Phật thương giải sửa cho đây. Ơn nào sánh kịp ơn này, ngầm dành kết có lòng đây chưa vừa. Ta vừa dứt lời thưa Phật tiếp, lòng thương người tất hiệp Phật tâm. Lời xin ấy dẫu sai lầm cũng không gọi lỗi, chứ dầm về châu. Nên mừng được nghe câu chân lý, nên mừng khá vui đem tâm trí giúp người. Tu hiền như đóa hoa tươi hùng hằng, tở la úa rơi bên lề. Hoa tươi lắm người mấy kẻ hay, lá rơi đâu ai lại ngó ngàng. Cạn lời khuyên kẻ thế gian, hoa tươi nên chọn chớ màng lá rơi. Sắp đến lúc đất trời gầm chuyện, nhân vật thái non biển cùng dời. Thấy người chết tở bèo trôi, trong nhà quỷ khóc ngoài trời ma rên. Yêu ma chúng kêu tên kêu họ, kẻ lâm vào tất bỏ thân ngay. Cột vào nhà công lấy thấy xấu, trường lên lộ gấp nhai người đời. Khắp Nam Bắc khí trời mù mịt, lỗ công người nhà bích ngõ ra. Người chưa từng thấy được ma, gặp ma hiện đến sẽ là hồn kinh. Mặt mày cả gúc nanh có đủ, thân giống người hình thú xấu xa. Người thường bị dơ vào da, phù mình nhức nhối đến mà tắt hơi. Kẻ bị nó bóp nơi hầu hồng, chết liền khi không đặng trói trăng. Những người bị nó nhe răng, hồn phi phách tan nổi cơn điên cuồng. Giết cha mẹ hại luôn con cháu, tánh hung hăng táo bạo phi thường. Ăn dơ ở giấy không lường, đến ngày bỏ xác ngoài đường mới thôi. Có thứ ma dùng hơi gió độc, thổi cả làng cảm xúc chết ngay. Hiện hình đi khắp đó đây, đến đâu chết đó phép tài kinh thiên. Chúng sanh khắp cả miền Âu A, gặp cảnh này mới tỏa quả lên. Sớm lo phước đức xây nền, để làm thành lũy vững bền đổi yêu. Gần đến lúc tàn tiêu thế giới, bị gai vào cũng hãy chết thân. Đến như cỏ cắt
tay chân cũng làm độc đến lần lần bỏ thầy từ trong cỏ trong cây trong nước. Trong khi trời có chất độc luôn, người nào khi đã bị xuống mạng căn nào khác như giường tơ treo. Chúng sanh gặp nạn eo khắp chỗ, dù khôn ngoan không ngõ trốn ra. Lòng ta tất gặp lũ tà loại nào theo nay hẳn là không sai. Lòng Phật có Phật Ngài đến độ, tà hại người Phật có hại ai. Chúng sanh xét cạn lời này khá tu chớ để tháng ngày trôi qua. Một kiếp bị tà ma nhiễu hại, muốn thua chìm dưới đáy bể trần. Không riêng lao khổ xác thân, còn làm luôn cái chân thần mờ lu. Bây giờ chẳng chịu tu cho gấp, chừng đau đầu lập bập sao xong. Xấu còn biết muốn thành rồng người, sao không giả ước mong siêu phàm. Mang xác tuổi không làm thẹn tuổi, còn đem tâm đắm đuối say xưa. Chẳng lo hành đạo sớm trưa, đổi thân sen bao thơm tho lâu dài. Sao lại chịu sống ngày thống khổ, không lo tìm kiếm chỗ thanh nhàn. Xuống lên trên cõi thế gian, ăn cay uống đắng muôn ngàn kiếp qua. Sao chẳng chịu xét ra cho kỳ, gian thoái đời dối mỹ gạt mình. Nào danh, nào lợi, nào tình, làm mồi để nhữ cho mình mắc câu. Cũng tại nó mà sâu mà khổ, nó làm tuồng bưng bở thân yêu. Tử thần khi đến gọi kêu, thì là nó cũng trốn tiêu hỏi nào. Nào những cái sang giàu quay về, nó không hề chết thế cho mình. Lại là nó rất bạc tình, khi mình chết nó bỏ mình ra đi. Thân trơ trọi nằm lì trong quách, cho đến tiêu ra đất ra bùng. Thật loài hữu thị vô chung, càng xa xóm được càng không ưu sầu. Lợi dụng nó làm câu phước thiện, đừng để cho nó khiến sai mình. Ráng mà dẹt ngút vô minh, chớ cho vật tạm làm mình phải ngu. Dạo nghèo cũng cần tu mau chóng, đừng vội quên bỏ trong nhà xưa. Cõi trần gì quá thích ưa, từ lâu nước cũ nhà xưa không về. Mẹ mỏi gối đợi kề bên cửa, cha đau lòng nhớ trẻ xa đường. Con lành hãy sớm bảy bương, mau về lo việc lửa hương sớm chiều. Nhà xưa ấy thường kêu an là cha mẹ là vốn đức Như Lai. Nguyên do xưa có một ngày, đang ngồi con bỗng nhớ ngay cánh đời. Khi ấy mới dạo chơi đây đò, sanh lòng mê tiếng gió tiếng chim. Vật
chi cũng muốn kiếm tìm đi lần đến vật cứng mềm biệt phân. Từ ấm lạnh đến phần trơn nhám, sờ mó vào rồi cảm động tâm. Chỉ trong phút chốc mây lầm chân linh mờ mịt quên tầm đường ra. Hết vật nọ sáng qua vật khác, cứ say mê tạo tác liền tay hằng đêm cho chi những ngày cứ mê đi đến lạc loài trần gian. Bị mọi cảnh buộc ràng không hờ nên lòng không hề nhớ quê nhà. Đôi khi cũng sực nhớ ra đồng thời việc khác cũng là xen vô. Rồi lại bắt nghĩ lo túi bụi đến quên luôn căn cội xưa kia. Tạo ra vật bị vật mê mê cho đến tạo ra bề chiến tranh. Thấy chết chất như thành như núi, nước mắt tuôn tợ suối tợ nguồn. Ghét thương mừng giận vui buồn lúc nào cũng thấy quay cuồng trong tâm. Sự khổ não hàng trăm hàng vàng mà cũng chưa biết chán nơi lòng. Như Lai chẳng ngớt ngóng trông cho con sớm được tình lòng hồi quy. Vừa nghe Đức Từ Bi nhắc tới việc chúng sanh lạc lối trần gian, tự dưng ta cất tiếng than vọng tâm một phút gian nan muôn đời. Thế thì vẫn từ hồi vô thì cả chúng sanh đã bị mê lầm. Trải qua nhiều kiếp càng thâm cho nên ít kẻ thức tâm hồi đầu. Chẳng nhờ Phật dài lâu chỉ bảo, chúng sanh mong gì tháo cho ra nghiệt cái thay cõi ta bà. Khi vào thì dễ, khi ra dễ gì. Phật ngăn lời tức thì tiếp nói, còn nhớ chớ nên trách cõi ta bà. Ta bà chẳng nhiễm lòng ta tự nhiễm mới ra khổ hình. Cảnh vô tình tại mình hữu ý, sự sanh ra thì lý mới sanh. Kha nên tự trách lấy mình chớ nên trách cảnh vô tình là sai. Danh lợi vốn chẳng hay mê chung, tại chúng sanh mê dụng lợi danh. Lợi danh vốn loại vô tình tự mình tạo nó rồi mình lại mê. Nếu đi dễ thì về cũng dễ, làm hay không tại lẽ ấy thôi. Ta bà chẳng trói buộc người, tại người tự trói vào nơi ta bà. Nghe Phật quở lòng ta phát điên, thế là ta hai chuyện hiểu lầm. Nếu không Phật chỉ khai tâm, chính mình chưa thoát được mầm vô minh. Nghĩ xong rồi cúi mình lại Phật, xin thứ cho lời trách đã lầm. Dạy thêm những lẽ diệu thâm giúp con được mở rộng tầm mắt ra. Và khiến kẻ gần xa chưa rõ, nhờ lời lành đường ngõ được thông.
cuối sinh Phật nhỏ phước hồng cứu thân cá chậu chim lòng được ra. Phật nhích miệng như hoa tươi nở, lành thay con khéo mở tâm linh. Thấy lầm lầm đã khỏi mình, như ngoài hình mới thấy hình tròn vuông. Nên mừng chớ nên buồn vô ích, càng vững nghi sự tích càng thông. Muốn gieo duyên khắp đại đồng đạo, đời ý vị phải thông hiểu rành, ví như kẻ thượng hành hàng hài. Chỗ càng sâu còn bái phải thông, lôi nguy cần biết đề phòng, chỗ an nên hiểu để lòng khỏi lo. Sự nào chẳng hiểu cho tột lý, không bao giờ tâm trí được an. Cho nên đạo phải rảnh đàn, đâu qua địa phủ đâu sang Tây Đài. Nếu chỉ khởi lầm sai một niềm, rơi vào đường tà kiến muôn thu, vì như làm mắt đã mù suốt đời, chịu tôi khổ âu trị lành. Sự tu phải mổ phanh cho biết, tại sao tu tu được những gì. Biết rồi thì cứ hành y, miễn làm sao được đến khi công thành. Phật liền chỉ vào mình và nói, vì trên thân có bụi đống đầy, tự tay chùi rửa cho ngay. Đó là ý nghĩa của bài sự tu, sau khi được tái thu hết bụi, cả châu thân trở lại sạch trong. Đó là ý nghĩa thành công, lấy đây hiểu lý đại đồng như nhau. Bổn lai tâm lúc nào cũng sáng, niệm trần lao phụ án cho mờ. Niệm trần lao nếu không ngờ, bổn lai tâm trở ban sơ một màu. Thấy suốt chẳng vật nào cản trở, nghe thông không sót bỏ một lời. Biết rành tâm niệm của người, việc mình việc chúng ba đời hiểu thông. Trong nhất khắc vào sông khắp chỗ, việc lớn như việc nhỏ không lầm. Diệu màu của bổn lai tâm, không lời để ví chẳng làm chi đó. Phật tạm chỉ để cho dễ biết, từ mũi kim cây viết nhỏ nhen, đến như vật lớn lầu đền tạo bè mây móc chế nên các loài. Ấy cũng do bổn lai tâm tạo, đâu tự nhiên thành thảo hình hài. Mê nên tạo vật chẳng ai giác, rồi tất lập được ngay cảnh màu. Tâm khi lớn trùm bao vạn vật, khi nhỏ thì chung lọt lỗ kim. Dụng tâm nếu muốn kiếm tìm, nhắm vào nét chạm mà xem thị tường. Nét lớn nhỏ tròn vuông dài ngắn, nét càng sâu ngay thẳng quanh co. Nét cây cỏ đến chim cò, cũng là dụng bổn lai do mã thành. Giữa lẽ ấy chúng sanh sẽ thấu, sức bổn tâm tạo câu thế nào. Gương lòng bụi tục
khá lâu, để soi bất luận vật nào cũng thông. Đoạn này nhớ để lòng cho kỳ, khi tỉnh rồi con chỉ cho người. Ráng tu đừng có biến lời hành, cho chánh đạo một đời thành công. Vừa nghe Phật dạy xong lời ấy, hốt nhiên ta tự thấy lòng mừng. Cúi đầu lại Phật xin dân, sẽ đem lời Phật giáo dân khắp cùng. Hầu khiến kẻ chưa thông đạo lý, được nhiều câu quyền bí cao siêu. Từ lâu tội ác đã nhiều nay, nghe lời Phật ắt tiêu nghiệp trần. Xin Phật dạy thêm phần con trẻ, khiến cho thông mọi lẽ thật hư. Để khi ra dục thúc người đủ phương quyền, thật đủ lời lại qua. Nếu lầm nghĩa hoặc là không rõ, hãy cho người cũng khó dắt người, thấy theo lời Phật vừa rồi nhân sanh hiện đại nhiều người khôn lanh. Sự nghi vẫn giữ lành của họ, mình chẳng thông đường ngõ khứ lai. Sẽ là không độ được ai, lại còn bị họ chế bai nhạo cười. Duyên mình với mọi người bị đoàn, còn khơi tâm ngạo mạn họ lên. Thế là mình đã gây nên chọc người, nên tội làm duyên Phật ngừng. Như thế sẽ hại phần phổ hoa, con cúi xin lượng cả từ bi. Giải rành nước bước đường đi, để con có thể ứng tùy khuyên dân. Phật liền phán con đừng lo ngại, Phật chỉ cho đại khái việc tu. Lý màu đều cũng chưa thu, lấy con số một khởi đầu đếm ra. Dù nhiều mấy cũng là đếm được, nên giữ lòng sao trước an nhiên. Để mà phổ hóa nhân duyên, bằng lời của Phật điểm truyền cho con. Chúng sanh đang sống mòn từ phúc, con khéo lời hôi thúc người tu. Bảo rằng chớ có ngạo du, thân như la úa mùa thu mong mạnh. Nên lấy chữ tu hành làm gốc, được nhẹ thân được vớt linh hồn. Đừng ngồi đợi nước đến trôn, mới ra sức nhảy ách không kịp nào. Nên tin trước để sau khó liệu, chớ cho tâm bận biểu mùi đời. Quyết tu không hẹn chiều mới, quý giờ niệm Phật hơn người quý châu. Ngồi tham thiền bao lâu chẳng biến, xem kệ kinh mấy quyển không nhàm. Trong lòng bao việc gian tham, đổi ra tánh biết muốn ham tu hành. Lợi dụng trí thông minh văn vật, để làm theo việc Phật giáo khuyên. Ai hung mình vẫn làm hiền, ai gian mình vẫn lòng chuyên thật thà. Sự giúp người thì là vui giúp, lợi dụng người một chút cũng không. Thương người với lý sạch trong, không đem nghĩa trước mà trồng vào ai.
sợ tội như sợ đài hải đầu, chuộng phước hơn chuộng bao thế gian. Biết tu là được thanh nhàn, biết đời là cõi khổ nàng không mê. Biết quấy là kẻ chê kẻ ghét, biết phải là người thích người ưa. Tự tâm hôm sớm lọc lựa chọn, làm những cái người ưa người dùng. Bao nhiêu đó khéo lòng sửa đổi, cũng sẽ không mang tội lỗi vào. Ngày giờ thâm thoát qua mau, bàn cờ thế giới càng sao động hoài. Trong nháy mắt trời lai đất chuyển, người năm châu phách biển hồn phi. Gian sang sự nghiệp còn gì, ba năm đốn củi thiếu đi một giờ. Tai nạn đến bất ngờ khó liệu, lâm nạn người đến chịu nạn trời. Đời còn nhiều nạn chưa thôi, ráng khuyên người chớ dễ người mà lầm. Khá trưởng phước để ngăn đuổi quả, lo làm nhân khỏi trả quá báo oan. Đời này vai trả lẽ làng sớm gây tối, lại dương mang vào mình cá nhân vai gia đình chung trà. Một người làm cá họ thắt quan, thân nằm trong cuộc biến loạn mạng căng rẽ rúng như sàn cá ương. Bị nghi kỵ đủ xương thịt nát, vì của tiền chịu thác lắm người. Thù nhơ oán trả khắp nơi, đùa nhau bắt giết lạ đời này đây. Nghiệp oan đã tạo gây từ trước, tới bây giờ đến lượt phải đền. Nếu riêng nghiệp đã gây nên, thì là riêng một mình đền đấy thôi. Nếu chung nghiệp dai lời dai mạng, thì là chung nhiều hãng lại đền. Khắp nơi nức tiếng khóc rên, hồn quang khí hận sung lên ngất trời. Không ai được yên nơi yên giấc, trong lòng không hề ngớt sự lo. Lo bề thiêu đủ đói no, lo thân cái chết đến cho ngày nào. Sống như giấc chim bao một thứ, rủi lâm vào vạn sự buông tay. Không ai biết được ngày mai, hôm qua thấy đó bữa nay mất rồi. Biết bao cuộc sống dồi gió dập, cảnh thảm sầu tới tấp liền tay. Cảm thương già trẻ gái trai, sống đời mạt pháp không ngày nào an. Nên tu niệm hơn toan làm giữ, ở hiện lành khỏi sự hung tay. Biết dình được bốn ngày trai, cũng là được bớt tạo giấy nghiệp sầu. Lúc khuya sớm nhớ câu lục từ, niệm cho thường quá dữ cũng lui. Lửa lòng khá sớm làm nguôi, bất câu thù quan bất hồi cuồng tâm. Bụi loạn dễ bị làm nghịch ý, không dằn lầm tất bị quán thù. Đến khi lửa dậy mịt mù dập, cho được cũng đài lầu tan quang. Từ cái ngó cũng mang tay ách, đến cái nghe cái nhách miệng ra. Nếu không xét
càng nghĩ xa dễ gây lấy quả chớ là không đâu. Ấy cũng tại người tu thì ít, kẻ hung hăng gian ác thì nhiều, tự gây hoặc bị ghẹo treo sanh ra hờn ghét hoặc đều đánh thoái. Vì lẽ ấy khắp người lao ấu muốn khỏi câu tranh đấu thù hằn, lửa trong tâm nhớ khéo dằn mới là khỏi việc ăn năn cho mình. Đời lắm kẻ quái tính mưu trước, dễ khiến người lắm cuộc khó ra. Việc nào khi hãy đến ta hãy bình tâm để xét ra đuôi đầu. Chớ tập tánh bả đâu làm đo, hư phạm rồi xưa có dễ chi. Việc thường thì chẳng nói chi, nếu điều trọng đại mới thì làm sao. Hạng người có quyền cao chức trọng, sớ một ly hư hỏng trăm thiên. Hư hao nhà cửa của tiền, cũng còn tạo được ngay liền hoặc lâu. Rồi chết mạng dễ đâu làm xong, sẽ gây nên bi thống nhà người. Điều chi cũng xét tới nơi, không nên khinh suất đùa chơi sự nào. Ở đời nếu được giàu suy nghĩ, sẽ tránh điều vô ý thường khi. Sự phân đều có cụ quy, việc nào cũng khiến được đi xuôi dòng. Phần đạo lý được lòng cân mật, sẽ giúp cho khỏi mất chân cơ. Không hề để chút hở sơ, các tà niệm khó xen vô được nào. Mỗi cử động mỗi rào mỗi rấp, sẽ thường không sai thất lỗi lầm. Thận trọng đến cả tầm mắt ngó, phòng tránh lòng giải vò sanh ra. Khi nghe khi tưởng cũng là ngăn ngừa, ý quay xẹt ra bất ngờ. Nhất lời nói bao giờ cũng lọc, buông ra rồi khó hốt lại nào. Tốt rằng lưỡi bén hơn dao, nói ra một tiếng đoạn bao nghĩa tình. Sự vui buồn trọng khinh thương ghét, thường do nơi mồm mép gây nên. Chỉ trong một tiếng cất lên, hoặc tan sự nghiệp hoặc nên cửa nhà. Lời nói dễ phá hòa ra nghịch, lời nói thường giết chết được người. Cho nên tất cả người đời trước khi nói phải lựa lời cho thanh. Nói tổn đức nói sanh thù oan, nói chia lìa nói tiếng cay chua. Thì là nhất định phải chừa, dù ai cài lưỡi không thưa thốt lời. Nhà đạo sĩ khéo lời biện luận, giúp cho người biết đặng sự tu. Trong tâm tan được gút mù, đức kia lớn có chi đâu sánh bằng.
điên phần con trên đàn giảng dầu. Cũng khá âu cần đạo ngôn từ, vừa cho vẻ mặt vui tươi, vừa cho lời nói mát như gió chiều, lửa những lẽ kẻ yêu người kinh. Chọn từ câu ngay chính tốt lành, khi mềm như tiếng chim oanh, khi hùng như chúa rừng xanh thét gầm. Lời ngọt ân nghĩa thâm vô tận, khiến người nghe phấn chấn thêm lên. Nếu người đạo lý đã quên được, nghe giảng giáo trở nên tình lòng, gieo lời kể khắp trong thiên hạ, khiến hương lành bay tỏa năm châu, cúc làm cho khắp đâu đâu nữ nam lão âu biết câu tu hành. Con khéo mở lời lành dắt chúng, mi mượn đuốc thần soi phụng hốc hang, khéo làm cho khắp thế gian nằm tại nhau trở lại đàn từ bi. Thế giới sắp đến kỳ biến hoài, ác gian không tồn tại xác hồn. Vì con khéo tiếng dục nôn, cho người gian ác trở chân tu hành, nếu không thể khiến lành tất cả. Độ một người cái qua cũng nên, nếu người không có Phật duyên như gà khác mẹ khó khuyên được nào. Lòng từ thiện phủ bao khắp chỗ, cứ ra tay dạy dỗ khuyên răng. Nên tin thì sớm ăn năn, bằng không cũng chẳng lòng hằng giận ai. Không phân biệt cấp giai chủng loài, hễ là người cứ dạy cho tu. Lấy lời chân chánh hòa nhu, chạm lòng người trở hiểm thù cung ứng. Đem hết cả tâm thân vì đạo, hoặc cho đời khảo đạo vẫn vui. Đạo màu đã thấm say mùi, dù ai ưa ghét ngược xuôi như thường. Con khá nhớ tận tường lời Phật, để chớ để cho sót mất điều nào. Thêm đây là một cành lao, con nên dùng nó khi nào qua sông. Nó chẳng ngại khi giông gió thổi, sóng càng to càng nổi lên cao. Tiện hơn các loại thuyền tàu, giúp con khi gặp lúc nào phong ba. Nhiều khi yêu quá phép tà, nước lên ngập núi cửa nhà đều trôi. Nó sẽ giúp con ngồi trên nước được nhẹ, mình có lướt nguy nan. Nhưng con cần nhớ kỹ, càng ngồi trên nó phải lặng an tâm thần. Nếu tâm động diệt trần một mày, nó chìm lần xuống đáy nước sâu. Chừng ni muôn nỗi thảm sầu, của loài yêu quay bấu câu vào mình. Tay cúi đầu nhận cành lao phép, rồi chắp tay khép nếp lại dài. Lòng từ bi rộng lớn thay, việc chi cũng chẳng tiếc nài với con. Ơn đức lớn biển non khó sanh,
đáng cho đời trọng kính soi gương. Con nguyện giữ vẹn một đường đổ mình và đổ khắp phương xa gần. Riêng con vẫn phải cần gắng sức, nhưng cũng xin Phật lực gia trì. Khác nào kẻ mới biết đi, mắt người cha mẹ thường khi xem chừng. Phật rằng chính do phần duyên ấy, mới cho con được thấy hôm nay. Lời màu Phật dạy bên tai, cánh màu Phật hiện rõ nay bên mình, sẽ giúp con đức tin phân tân. Trong lúc chân chưa đứng vững vàng, chỉ đường sanh tử niết bàn để cho con được rành đàn tới lui. Phần con chuyển ngược xuôi được hiểu, cũng khiến người đảo diệu rõ mùi. Lòng con có phải được vui khi nghe đích xác những lời Phật phân? Ta cúi mình nhận rằng đúng thế, lời vàng đâu phải dễ được nghe. Thân hèn mọn có đâu dè, hôm nay được Phật cho nghe lời vàng. Không những con hân hoan tâm trí, đến như người nghe kỹ chuyện này, sẽ là cũng được vui lây, lòng tin thêm mạnh, đường ngay thêm dình. Trừ những kẻ vô tình với đầu, dù có nghe chỉ nhạo rồi thôi. Phật rằng họ khó tình hồi, bởi duyên đạo cản duyên đời thì sâu. Hạng này thường nhiều câu cay đắng, dễ gây cho tức giận nhiều người. Vậy con khéo nhận khéo lời, để qua tiếng nhạo của người dữ hung. Phải chịu được người đúng kẻ thét, mới trở nên màu sắc vàng rồng. Mười phương chư Phật Tây Đông cũng từ lọ đúc cõi hồng mà ra, chịu khổ được mới là đắc quả. Không nhọc tu dễ há thành công, mang dài nhẫn nhục leo trong mặt y tinh tấn đeo cung đại hùng. Trừ cho được giặc trong giặc ngoài, thắng các loài yêu quái tà tinh, làm cho chúng khiếp quay mình trở làm tùng giả mới bình yên thân. Lúc nào cũng tinh thần vững chắc, không để cho ai dắt sai đường. Tự làm chủ lấy thân luôn, dù trong giấc ngủ cũng thường không quên được, như vậy ắt nên đạo cả. Con khá đem vào giả từ câu, riêng thân khi đạt đạo màu ra, diệu ba tánh biết câu tu hành. Phật thương chúng không đành ngồi ngó, gọi con vào chỉ rõ nguồn cơn. Sắp ngày đáo hải di sơn, do cơ di dịch tuần quần mà ra. Nhân di vật thiết tha tha thiết, khắp hoàng cầu chém giết lẫn nhau. Thấy nằm giường thể núi cao, mau trôi ngập đất khác nào nước dưng.
cảnh đói khát quỷ thần cũng khiếp, sự oán thù trời đất phải kinh. Có nhiều thứ bệnh phát sinh, lương y đều phải ngồi khoanh mà nhìn. Khổ với thảm muôn nghìn sai tới, dân khắp trong thế giới chịu chung. Lòng người càng lúc càng hung, nạn tai càng nổi khắp cùng chưa thôi. Nạn đến đổi nhà vôi nhà gạch, bị tan ra bụi cát mịt mù. Do lòng người chẳng chịu tu mới ra lắm cuộc thảm sầu đó đây. Việc đã hiện có ngay trước mắt, chớ phải đâu xa sắc khó tri. Tại người không chịu xét suy hoặc là đã hiểu ngơ đi không cần. Vậy con ráng khuyên lần chót hết, nếu không tu thì chết cũng ưng. Đành rằng nếu có xác thân dù ai cũng phải một lần chết đi, nhưng kẻ chết hồi quy cõi Phật, còn người sau lại thoát ra ma. Hoặc là chết được ngợi ca, hoặc là chết để gần xa chê cười. Kẻ chết già người thì chết yêu, hoặc chết êm hoặc chịu chết đau. Có nhiều cách chết khác nhau, cũng nên lựa cách chết nào cho thanh. Chết hồn được siêu sanh cực lạc, chết để đời thường nhắc hiền nhân. Chết cho người nhớ công ơn, chết cho dân chúng thôn lân miếu thờ. Chết vì nước, chết cơ phổ độ, cách chết này không hề hổ với ai. Nhưng mà lòng Phật hiện nay muốn cho người sống lâu dài như xưa. Người muốn tuổi cũng chưa tóc bạc, thân tráng cường tri rất thông minh. Trong lòng thường được tự tin, suốt đời chẳng vướng vào mình lỗi chi. Trí được mình còn trí được kẻ, cách ở ăn rành rẽ phân minh. Vừa ngay vừa sạch tâm tình, với thần tiên cũng dám kình chẳng thua. Người chẳng có chanh chua lanh xảo, biết trung trinh hiếu thảo giả thưa. Muốn này chừng được mới vừa, con mau khuyên chúng sớm trưa tu hành. Làm nhân ai lo dành phước đức, Phật sẽ dùng diệu lực đỡ nâng. Đưa cho đến lập đời tân, đi cùng chư Phật được gần ngày đêm. Lập đời mới nhà êm nước tình, không nước nào thôn tính nước nào. Cũng đồng ngôn ngữ như nhau, dễ bề thân kết ngoại giao xa gần. Khác ngôn ngữ khác phần tư tưởng, khiến biệt phân phẩm lượng khác nhau. Nước mình là nước phú hào, nước người là nước bạo báo bần cùng. Nước lớn nhỏ sanh lòng chấp trách, khởi lên tâm lôi phách kiêu căng. Gây nên chia rẽ thủ hằng, dắt
lần đến chỗ thân canh chiến trường. Điều này rất vô lương bất chánh, không lưu tồn đến cảnh đời thân. Vậy con khuyên cả nhân dân muốn cho thân được sống gần cảnh ni, phải nhất quyết bỏ đi việc quay, lo làm lành dù phải nát thân. Thác đi chứng quả Phật thần sống thì được hướng đời tân lâu dài. Đời tân với bồng lai tương tự, không có người hung dữ gian phi. Ai ai cũng biết đạo nghề cảnh vui, người đẹp khác gì cõi tiên. Sống với tuổi muôn thiên dài dằn, người thường hay bay đặng khắp nơi. Cởi mây xuống đất lên trời, đi đâu cũng được không nơi ngại ngùng. Mày người người được thung dung tự tài, không ai buồn ai hại lẫn ai. Của rời không kẻ thò tay, nhà không đóng cửa chính ngay đời này. Dù cho kẻ ngu ngây thế mấy, nghe điều này cũng lấy làm vui. Bỏ đi cái kiếp lần rồi, ráng tu cho được gặp hồi an cư. Chớ ngồi đợi việc hư đến nước, mới toàn lo khó được toàn thay. Gặp hầm thì cứ leo cây, gặp voi thì cứ chạy quay lòng vòng. Ngồi than mãi ắt không rồi việc, nói không làm đến chết không nên. Ngày giờ mau lẹ như tên, cũng cần tu gấp chớ nên chần chờ. Nếu đợi đến vào lờ chúng quỷ, giảng sự đều hữu hỷ nan phương. Khá tu chứ có xem thường, nay không liệu gấp sao đương không rồi. Vì lòng quá thương người hạ giới, Phật cản lời quấy phải cho tin. Vậy con hôm sớm khá dình, sau khi thức giấc cần tình người nghe. Tin thì tốt dù chê cũng mặc, nói từ bi cứ nhắc nhở luôn. Nói chi cũng chẳng hề buồn, miễn cho đảo mở rộng đường thì hơn. Ráng giúp khắp muôn dân hiện tại, được sống còn đến cái tân quân. Trừ người số định mang phần thiên tàu, bối số khó dần dài thêm. Kẻ nào còn dài niên kỷ màng, ráng giúp cho đổi hạn trường xuân. Bao nhiêu lời đã vừa phần, con nên in tri chớ cơn nào rời. Ta liền cúi dâng lời vàng ngọc, hẹn từ đây chi dốc tu hành. Làm cho rồi phận chim xanh, gieo điềm cho khắp dân lành gần xa. Nuôi cao lớn vẫn là mòn lờ, lòng kéo sơn không thở não rời. Làm cho tỉnh thức người đời, làm cho cửa đảo chói ngời giường châu. Nguyện vào trận mưa dầu nắng lửa, cứu người cho đến thuở cuối cùng. Gương lành cùng Phật nếu chung, thì là mới được
toại ứng lòng nguyện. Cuối xin Phật chứng minh cho trẻ, và đổ dùm khi rẽ xuống trần. Vì rằng chỉ có một thân tả song hữu độc lắm phần khó khăn, có khác nào đường tăng tam tàng. Gặp yêu ma ngăn cản đẩy đường, không nhờ có Phật Tây Phương làm sao giải nạn trên đường thỉnh kinh. Vậy trước đây con xin với Phật, nhận thân này làm vật cúng dường, đem về đến cõi Tây Phương làm người hầu hạ bên giường từ bi. Phật rằng đáng nên ghi tâm nguyện, Phật cùng con chẳng diễn cách nhau. Lúc nào đến những lúc nào cũng là vẫn được hiệp nhau một đường. Đây là một dây cương mã trì, thắng được con ngựa ý bất thường. Phật cho con khéo cầm cương trong khi bốn tẩu trên đường độ tha. Khi ngựa gặp phép tà cuốn gió, nhờ cương này thắng nó dễ dàng. Dù cho vượt bể đăng sang, dùng cương mã trị tất an nơi lòng. Con khéo giữ kẻo hồng bị trộm, mất đi rồi sẽ khôn dài lâu. Khó về đến chốn kim lâu, để mà cùng Phật chúng bầu hư vô. Ta liền niệm Nam Mô Tam Phật, chứng cho con lành vật bảo này. Trong khi dạo khắp đông tây, dùng cương mã trị phá khai núi rừng. Muốn đi tất nhẹ chân đi tới, muốn dừng không ngại lối trong gai. Màu thai thật rất màu thai, trong khi buồn ngủ gặp rài chiếu manh. Có phải chăng xưa dành lâm hành, nay khiến ta được lãnh cương này? Riêng ta nhẹ gót chuông mây, khắp người cũng được hưởng lấy sự màu. Bạc bài há dễ đâu mua được, vàng mười không thể chuột cho ra. Nhiếp cầu đến hội Long Hoa, nấc thang leo tới chính tòa Kim Liên. Chúng sanh sẽ toại nguyện kỳ chót, hoặc về thần về Phật về tiên. Lành duyên thật rất lành duyên, ai nghe đến chẳng lòng liền phát tâm. Phật cất giọng thâm trầm liền bảo, được như lời ước hảo của con. Nghiệp mây sẽ được tiêu mòn, lửa bình tai khổ hết còn phát sanh. Ai cũng được hiền lành tất cả, tất cõi trần sớm qua ra tiên. Đâu mang ly kiếp khổ phiền, cũng không sống cuộc đảo điên lâu dài. Vậy con phải gọi ngài ba tánh, được một người phúc hạnh một người. Cuối cùng nếu chẳng nghe lời, mạng đành theo cuộc đổi dời biết sao. Việc cũng chẳng còn bao lâu nữa, biết lo xa mau sửa tốt hơn. Mở lòng làm phước
làm nhân, sớm chiều cầu nguyện Phật thần độ cho. Có lòng thành khỏi lo Phật bò, người đành quên Phật có quên ai. Phật liền đứng dậy xè tay, trong tay ánh sáng xẹt ngay tức thời. Sáng hơn ánh mặt trời mây bực, mát dịu không nóng bức chút nào. Phật rằng nơi cõi trần lao, hiền nhân khi bị lâm vào nạn tai, ánh sáng này liền bay tới chỗ cứu cho người nạn khổ được qua. Dù người nát thịt tan da cũng lành mạnh lại như là khi xưa. Phật thường dùng thần cơ di diệu, kẻ khỏi nàng khi hiểu không khi không. Điện thường còn khó được trong huống là điện Phật dễ hồng thấy ư. Ánh sáng này năng trừ tà quay, trong những khi hãm hại hiền nhân. Chúng sanh từng được hộ thân, nhưng đâu mấy kẻ nào từng biết ra. Ngài lập hội Long Hoa tại thế, ánh sáng này dành để cứu dân. Cứu qua cơn lửa bạo tận, cứu khi chuyển động âm thần khắp nơi. Hiền nhân chưa dứt lời khấn nguyện, ánh sáng này liền đến bên thân. Lẽ không sức lẽ nào hơn, chỉ trong nháy mắt xa gần tới nơi. Phật cho con hiểu đời sắp biên, để tiện bời nhu khuyên đó đây. Phật liền tay chỉ vào cây, thân cây bỗng hiện rõ nay viết trần. Nào nước dưng, nào thân người chết, nào bệnh căn, nào phép yêu ma, nào là sâu bắt hùm tha, nào là giặc giá cửa nhà tan quan, nào bom phá nổ vang trời đất, nào lửa hồng cháy lớp khắp cùng. Kẻ thời ôm chiếu ôm mùng bồng, con bê cái có đùm có đeo. Con đói khát khóc kêu đòi bừa, mẹ túng cùng thắt cổ chết đi. Cũng còn lại có nhiều khi, mẹ cha nở giả ăn thì thịt con. Kẻ đã chết, người còn thoi thóp, đến các loài gia súc không còn. Ăn luôn củ chuối, củ thơm, cành cây bụi cỏ không còn lá đeo. Lũ ruồi lằn đánh theo hơi thui, bay đầy đồng đầy bụi kêu reo. Nào thấy trôi tấp như bèo, kênh kênh quả quả ô diều mổ ăn. Núi nổ đá xoải văng chồng đông, đất liền khi không bỗng nứt ra. Tự nhiên chôn sống người ta, tay đầy những tiếng khóc la kêu cầu. Nạn ách đến thần sầu quỷ khóc, từ những nơi hang hốc đâu đâu. Nơi nào cũng có thảm sầu, nơi nào thần chết cũng bâu kéo vào. Ta vừa ngó vừa lau nước mắt, nếu như em về nhân vật
còn chi. Cuối sinh lượng cả từ bi, ra tay độ chung qua khi tai nạn. Phật rằng hiện con đang xem đó, đến ngày kia sẽ có giống y. Đó là cuối hạ nguyên kỳ, cũng kêu là đại hội thi tại trần. Qua lúc ấy đời tân thành lập, lão Âu Đồng hát khúc thanh bình. An nhàn nước trị người minh, thân không bệnh hoạn dân tình sống lâu. Cảnh này kẻ hung đâu được gặp, toàn là người hiền đức tốt tươi. Nếu ai muốn được coi đời, cũng nên ăn ở theo lời kệ kinh. Kính tam bảo lo gìn ngũ giới, ăn tứ trai thường lại bốn phương. Một lòng cái ác tùng lương, lo bề hiếu tử vịnh đường Phật nhi. Nhìn được việc quấy gì khó nhìn, làm được điều chân chánh khó làm. Việc hiền thì rất thích ham, điều hung thì giả chẳng làm chi vui. Thấy việc thiện như hồi khát nước, nghe điều hung như lúc điếc tai. Biết mình có lỗi sửa ngay, thấy người hữu đức hữu tài học theo. Thực hành được mấy điều đã nói, sẽ đáng người sống nổi đời sau. Vậy con kiếp kiếp mau mau ra đi khắp chốn kêu gào người tu. Ta cúi đầu vấn câu chỉ phán, Phật cho con thấy đặng sự đời. Con xin kể lại cho người, mãi ra người có tỉnh hồi được chăng. Sự màu nhiệm không ngần khó tỏ, không chịu tu biết thuở nào tu. Nay con như kẻ đã mù, Phật cho ngó thấy còn đâu vui bằng. Thấy nẻo khổ thấy đàn khoái lạc, cảnh giá cùng cánh thật xem qua rõ ràng. Nơi cảnh ta bà vừa tâm hối, cũng vừa là khổ đau. Tuổi sông ngắn còn bao nạn ách, người ở ăn tanh cách tham gian. Không ai trọn hưởng thanh nhàn, nếu càng lanh sớm là càng rảnh thân. Phật rằng đúng như con đã nói, người sớm tu sớm toại tâm thân. Xuống lên nơi cõi hồng trần, chịu đường sanh tử chịu phần khổ lao. Bị làng sống nghèo giàu lôi cuốn, bắt đấu tranh bắt muôn hơn thua. Lợi danh lo ban lo mùa, ái tình lo hốt lo vùa vào thân. Đi cặp với tâm trần ham hô, nào ưu sầu tay khổ muôn trùng. Mạng căng như đóa phù dung muốn ham, chưa thỏa kế chung vào hồn. Nếu để mắt mà nôm đích xác, công giá tràn xe các biển đông. Của tiền nhiều lấp cạn sông, người yêu đứng lớp cả đồng cũng thôi. Uổng công đổ mồ hôi nước mắt, vào tình yêu vào các lợi danh.
chỉ gây lấy tội vào mình thân, không trường hưởng hồn linh đọa đài. Chỉ bằng lấy những ngày trụy lạc, lo tìm đường giải thoát trần ai. Đem đời ngắn đổi kiếp dài, đó là biết dũng trí tài phải nơi. Kẻ thông minh hoặc người ngu dốt, cũng nên tu lần chót này đây. Để xem được hội rồng mây, và trông cho biết phép tài thần tiên. Kẻo bấy lâu nghe truyền lời miệng, mắt chưa trông thật chuyện nhiệm màu. Việc chưa tới bảo rằng lâu tới rồi, như xét ngang đầu khó toan. Vậy con nhớ khuyên hàng thiện tín, rằng Phật không lời phỉnh ai đâu. Hãy mau cải hối quậy đầu, trễ qua cơ hội dễ đâu kiếm tìm. Việc hiếm có cổ kim khó gặp, gặp được nhờ cùng Phật hữu duyên. Tục phàm được quá thanh tiên, chúng sanh về Phật cũng nguyên hội này. Rớt hố thẳm được dây bìm săn, rơi sông sâu vớ đặng khúc phao. Ấy là hạnh phúc vườn bao, hoa không hoan hỷ bước vào Phật môn. Được người mến được hồn siêu rồi, gia quý cao gấp bội của tiền. Một người đạo quả đắc thiền lại, còn cứu được cứu ở quyền siêu thân. Đó chẳng khác như thuyền một chiếc, chở được nhiều người vượt qua sông. Phải là lợi ích lớn không, chẳng lo tu niệm con hồng việc chi. Thương qua đổi mới di cơ mật, khắp thế gian nên thức cơn mê. Này con trong cái ao quê, có nhiều hoa bóng u ê mặt mày. Nguyên nhân bởi gái trai trong đầu, tu nữa chừng dối tháo lời ra. Nếu không sớm sửa lòng tà qua, sao đến rủi thì là hết trong. Nếu ai có được lòng quan ai, khi xem qua đều phải châu rơi. Ước sao sớm thức được người để qua, trở lại tốt tươi như thường. Phật liền chỉ vào phương gần đó, bảo rằng con nên ngó xem qua, đúng như sự thật chẳng là hay. Lời Phật nói sai ngoa với đời, trông thấy qua nghe lời bi thiết. Khiến lòng ta chi xiết ngẫm ngồi. Hoa tươi xem thấy rất vui, hoa xào càng ngắm lòng ôi càng buồn. Cây đã khô cây đương xào ua, cũng có hoa ươm nở rồi ngưng. Đúng như lời Phật đã phân, có nhiều thiện tính tinh thần đáng lui. Bỗng nhiên ta nghẹn lời xa lệ, một hồi lâu không kể ra lời. Phật rằng văn vật thành thời, dễ làm cho khắp mọi người say mê. Cùng kẻ quỷ theo về một lối,
nếu tu hành bước thối ra xa. Đã rơi lầm kế yêu ma đáng thương, nên thương tiếc biết là dường bao. Kẻ đang lầm dễ nào đánh thức, bởi họ tin rằng thật trăm phần. Họ ngơ lãng việc thánh thần, chỉ lo thật tài cho thân đủ đầy. Phật thương xót kẻ này vô hạn, họ khác nào mắt sáng kéo mây. Tự làm cho tri ngất ngây, chánh đường nỡ bỏ lại quay đường tà. Hạng này chẳng phải là một kẻ, mà đã đang rất có nhiều người. Chỉ là một nhỏ mực thôi, nhưng mà có thể lan trôi ra nhiều. Họ là kẻ đem nêu gương sâu, cho nhiều người tùng dấu đi sai. Vậy con cũng khá mau tay ra công, chẳng lại bớt lấy phần nào. Tuy rằng hoa đang xào đang ùa, nếu ăn nắng hoa nở trở nên tươi. Như khi dầu thấm tim rồi, ngọn đèn sẽ được lửa khơi mạnh liền. Tâm với hoa căn nguyên vốn một, hoa cùng tâm khi cốt tương ưng. Xem hoa rõ biết tinh thần đang cơn hăng hái hoặc cơn thục lùi. Con còn bắt sụp sùi cảm động, huống Phật càng bi thống dường bao. Bị xa đọa một người nào lòng buồn hơn kẻ trần lao thất tình. Nay gần lúc giáng sinh trời đất, càng xót thương chúng mất thiện tâm. Đời này để bị nịch trầm kiếp sao, đọa chúng u thâm muôn đời. Ra cho bụi ra nơi cây cò, trong bụng lầy hoặc chỗ nhuốc nhơ. Ở trong thế giới mù mờ khổ sầu hơn từ bao giờ đã mang. Chúng không thấy trước đàn nguy hiểm, nên cứ vui ô nhiễm hồng trần. Thấy người sắp bị xa chân, lòng từ mau đến dắt lần cho ra. Vậy con khá nhớ qua lời Phật, đi đó đây gọi thức chúng sanh. Không phân cấp bậc giới ranh bắc nam đâu, cũng chỉ rành việc tu. Người đồng loại khuyên câu nhất thầy, kẻ khác nòi giải lẽ tương thân. Giàu sang nên giúp cơ bằng quan liêu, khéo xử cho dân được nhờ. Chớ mưa diệt đầu cơ hối lộ, đừng sanh tâm lan hổ hại người. Sự phận ngài ngăn tốt tươi, đáp lời dịu ngọt khi người hỏi han. Kẻ học thức giúp hàng ngu dốt, đừng buông lời cười cợt mỉa mai. Những người tuy đã lầm sai, có lời xin lỗi thứ ngay cho người.
ăn ở đúng theo lời hiền thanh, xét mình rồi xét hạnh của người. Xấu xa cùng việc tốt tươi, cả hai đều đáng cho nơi học hành. Tốt tươi thì lưu tình bắt chước, xấu xa thì biết trước lánh đi. Trên đời bất luận việc chi, cũng đều lợi ích nếu suy xét rành. Khéo dụng sự như anh thợ mộc, cây dài ngay đều được dùng xong. Tức là chuyến tội nên công, đổi điều quả trở phước hồng như chơi. Phật liền chỉ vào nơi vô đa, hiện ra thuyền bát nhã lớn lao, hào quang chiếu rực rỡ màu, nhưng không có đáy thêm vào không muối. Phật rằng thuyền ngược xuôi trên nước, vẫn không chìm và được chạy mau. Thuyền này chừng đến ngày sau, trong khi sấm nổ nước trào dâng lên, nó sẽ chạy khắp trên các nước, để vớt người nhân đức hữu duyên. Đem về giữ hội Hoa Liên, khỏi nơi khổ não xa miền trầm luân. Kẻ bảo ác xác thân trọng trượt, kéo lên thuyền cũng tuột chìm đi. Bởi thiền do sức quyền di của chữ Phật tạo, cứu nguy người lành. Phật liền chỉ vào cành bửu thọ, bỗng hiện ra tỷ hoa thần lung. Rất nên đẹp đẽ hình dung, hào quang ngũ sắc chói cùng khắp nơi. Phật rằng chừng cả trời lửa cháy, nó nuôi ra cho sắc chảy thành bùng. Tức thời tùy hóa thần lung, hiện ra to lớn bao trùm hiền nhân. Khỏi thiêu xác trong rừng lửa đỏ, mát mẻ như hưng gió mùa thu. Những người bảo ác không tu, đứng ngoài lòng phép dễ đâu được vào. Cấp bông phía lửa ào phủ xác, thân tiêu ra cho mạc tức thì. Phật dù lòng rất từ bi, cũng không thể cứu vô nghị bất lương. Khi nghiệp đến không phương đào tàu, luật trả dài khó dấu dung ai. Vậy con khéo dụng lời ngài, để khuyên ba tánh khéo dày không tu. Lời Phật chẳng sai đâu chớ ngày, đời sắp tàn dài đại sao xong. Khá đem vàng nén bạc đồng, làm điều nhân ái trừ sống tai nạn. Kẻ bo bo đeo mang tiền của, chỉ hại thân đâu có ích chi. Những phường trộm cướp gian phi, bức cường lấy hết rồi thì tay không. Ân chẳng có mang lòng ích kỷ, thác sẽ làm ngã quỷ tanh hôi. Phải chăng là việc ngu đòi vật, không giữ được cứ ngồi bo bo. Vậy con khá bảo cho đời biết,
lo tu mau kẻo việc không rồi. Tới đời đất hỡi trời ôi, đông tây nam bắc ôi thôi tưng bừng. Vật già lớn chưa từng ngó thấy, chúng dùng nhiều khi giới kinh thiên. Làm cho đất động trời nghiêng, sanh linh chết chóc muôn thiên khó lường. Thầy lấp giáp bình dương biển lớn, máu trôi đầy khắp chúng cùng nơi. Còn chi mạng số người đời, nếu không trường phước khó ngồi thế gian. Phật thấy rõ mỗi đàn hư thiệt, nên dùng lời chỉ quyết chúng sanh. Khá tinh để sớm tu hành cứu thân, và được đổ lành mẹ cha. Việc sắp cuối ngâm nga sao kịp, phải quyết tâm thi thiết liền khi. Một lòng nôi chí từ bi, số đùa tất cả những gì bất lương. Nguyện một kiếp tây phương đến chung, phá chư ma trừ hỗn loạn tâm. Quyết không chịu kiếp luân trầm, dầu sao cũng quyết lối âm giữa kề. Đã rõ biết sự mê là khổ, nên phải lo giác ngộ chân tâm. Lấp bằng các hố sai lầm, để cho kẻ mến người tầm học theo. Chớ để già ốm đeo việc ác, khiến mọi người bài bác khinh khi. Gia danh hiện chẳng còn gì, chết rồi hồn chịu lắm khi đọa đài. Đầu thai cõi trần ai đau khổ, chịu ngu khờ ở chỗ cơ nguy. Từ sanh cho đến chết đi, không ngày nào được hưởng gì sướng vui. Sống trong cảnh nặc mùi thảm khổ, khiến lắm người phúng nhổ gốm ghê. Chúng sanh vì quá còn mê, chỉ lo hiện tại quên bề vị lai. Nay sung sướng ngày mai khổ nào, mỗi oan khiến nghiệp bao không lầm. Một giây phải trả thiên trăm, cũng là tự đắc cho rằng khôn ngoan. Phật trông rõ mọi đàn chân già, rất xót thương lòng giả người mê. Làm hung tuy hiện vinh quê, nhưng sau này chịu trăm bề gian lao. Sự khổ nhục khác nào dòi tựa, ăn bám đồ kẻ mưa người chê. Càng nhìn vào cõi trần mê, lòng càng quặn thắt không hề thấy vui. Bởi thương chúng đang vùi bụi cát, lòng từ bi rào rạt lo âu. Cho nên mới dùng phép màu, gọi con về có dạy câu tu hành. Chỉ cho biết ngọn ngành thời sự, lành ra sao còn giữ ra sao. Cho con hiểu rõ âm hao, để khi thức giấc kêu gào chúng sanh. Nếu trễ ắt tan tành tất cả, cơ biến thiên sự đã định rồi.
chỉ trong một phút một hồi, năm châu nhân loại thân ngồi không yên. Ráng niệm Phật, ráng hiền tâm tình, ngày hai thời cuối kính bốn phương. Đến chừng có đại hòa ương, sẽ nhờ từ lực khỏi đường thiết tha. Phật chẳng nói sai hoa khá liều, liều cho thân khỏi chịu lao lung. Đừng chờ đến tiếng nổ đùng pháo kia ra xác còn dùng được đâu. Sao rốt hết trong bầu thế giới, có thứ ma tên gọi Thọ Khâu. Ở trong quả đất từ lâu chừng ni, nó mới bắt đầu thêm quay. Nó có khép biến loài biến vật, tánh thường hay đô tật khắp người. Gặp ai trẻ đẹp tốt tươi, nó làm xấu xí ra người già nua. Gặp kẻ mạnh nó đùa cho yêu, gặp tráng cường bắt chịu ốm đau. Thấy người yêu mến lẫn nhau, nó làm chia rẽ héo xào đôi nơi. Nó khiến gần những người mình chan, nó bắt xa những hạng mình ưa. Nó làm trái ngược gió mưa, gây nhiều bệnh tật không chừa một ai. Việc sắp thành nó gây cho bài, đang mừng vui nó hãy buồn rầu. Khi người đang muốn sống lâu, nó làm chết yếu để sầu thân nhân. Khiến quan trở làm dân thất lập, tướng hoàng binh chịu nhục suốt đời. Khiến người giàu trở tả tơi, hai người nghèo đến thở hơi cuối cùng. Nó khiến nhớ việc không đáng nhớ, nó xui quên việc có thể quên. Vật nào có xác có tên, nó làm cho khó vững bền dài lâu. Ai lại chẳng âu sầu vì nó, nó không hề chừa bỏ một ai. Còn mê xác chất thúi khai, còn lòng mến tục còn ngày nó theo. Nay nhầm lúc nạn yêu khắp chầu, nó lại càng tăng độ hoành hành. Nó vào trong xác chúng sanh đục mòn, cho đến tan tành ruột gan. Không riêng kẻ thế gian bị nó, đến như loài săn cỏ côn trùng cũng đều bị nó hành hung, làm cho khô heo ngắn ngùng số căn. Nó độc ác vô ngần khó kể, quyết làm cho cõi thế không người. Nó gây lắm cuộc đổi dời, từ nơi thể xác đến nơi tâm hồn. Đời bị nó thêm dồn lắm khổ, chỗ có người nó có nó vạn lai. Bom hơi súng điện tàu bay, không trừ được nó chỉ quay hại người. Ma này kêu trời ơi đất già, nó có tài biên quá lẻ làng. Quá người để hại thế gian, vào trong tâm chung xuôi đàn sầu ưu. Người càng dùng xảo mưu trong nó,
càng hại thân chớ có thắng qua. Chỉ phương nhất niệm Di Đà niệm cho đến Phật tái xoa đầu dạo đầu. Mùi uế trượt khắp châu thân mất, có hào quang phủ khắp cả mình. Tức là khiến nó hải kinh giang ra không dám đến rình bên thân. Trừ được nó chắc phần đắc đạo, sẽ thắng luôn tà giáo chư ma. Được vào tấn hội long hoa, hết già qua trẻ vốn là nơi đây. Nước đã trải nhiều ngày bẩn đục, cô lóng hoài rốt cuộc cũng trong. Quen lâu thoái xấu mặt lòng quyết tâm trừ mãi ác xong có ngày. Đã biết rối mau tay gỡ rối, không sớm thì muộn mối cũng xuông. Nghiệp trần giấy tạo luồng tuôn, khéo chừa trả sẽ trọn vuông ngày nào. Trước không tin để sao khó liều, ngày cứ đi khó kéo ngược dòng. Cuộc đời nào khắc phao bông chảy lên chốc lát rồi hồng tắt đi. Cảnh giả tạm có gì đang mên, hãy mau tu kịp đến hội lành. Nay không lanh trước tìm thanh ác, không còn dịp để mình hồi tâm. Phật e chúng xa lầm đường khổ, nên xưa nay dạy dỗ không ngừng. Nào cơ chữa trị bệnh nhân, nào là mượn lấy xác trần giáo khuyên. Kể trên không diệu quyền trong nước, dắt hồn linh trong cuộc mộng du. Có nhiều phương tiện dạy tu hằng hà, không thể đếm thu cho cùng.